Trong kinh nói: nghi cá tinh tấn, cầu tâm sở nguyện, là khuyên chúng sanh thành kính chuyên tu, nhất tâm tịnh niệm. Không có thành kính sẽ không đạt được. Chúng ta phải ghi nhớ lời của Tổ sư Ấn Quang: một phần thành kính được một phần lợi ích. Phật dạy chúng sanh đại công vô tư, bình đẳng nhiếp thọ. Nhưng mỗi một chúng sanh nghe Phật giáo huấn đạt được lợi ích khác nhau, không tương đồng. Đây là nguyên nhân gì? Vì thiện căn phước đức nhân duyên không giống nhau. Chúng ta đứng trên phương diện nào để xem thiện căn phước đức nhân duyên? Từ sự thành kính. Càng nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, tâm thành kính càng nhiều. Thiện căn phước đức nhân duyên mỏng manh, tâm thành kính sẽ rất ít. Chính là xem từ đây. Trong phá thế gian, đặc biệt là trong thời cận đại, không dễ gặp được thầy giỏi, ngày càng ít thiện tri thức. Vì sao vậy? Vì trong hàng thiện tri thức cổ kim trong ngoài, chúng ta có lý do tin rằng trong đó có rất nhiều Phật Bồ Tát tái sinh. Ngày xưa nhiều, hiện nay không nhiều. Vì sao vậy? Phật Bồ Tát tái sinh là vì đại từ đại bi, chúng sanh thiện căn thuần thuộc, họ đến để giáo dưỡng, đến để nhiếp hóa. Chúng sanh không tin, không thể tiếp nhận, lại còn hủy bán. Như vậy quý ngài sẽ không đến, cũng là đại từ đại bi. Vì sao vậy? Vì tội hủy bán thảm giáo không hề nhẹ. Hủy bán thảm giáo đều là tội nghiệp của vô gián địa ngục. Để tránh chúng sanh tạo trọng tội này, nên họ không tái sanh. Đạo lý này cần phải hiểu. Đến là từ bi, không đến cũng là từ bi. Đến là lợi ích chúng sanh, không đến vẫn là lợi ích chúng sanh, không để quý vị tạo tội. Do đó chúng ta có thể lãnh hội được chúng sanh tạo tội nghiệp cực nặng, Phật Bồ Tát vẫn phải đến. Bằng cách nào? Không hiện thân Phật Bồ Tát, hiện những thân tướng của người bình thường. Cũng chính là nói, tuyệt đối không làm tăng thượng duyên để cho quý vị hủy bán tam bảo. Nếu chúng sanh tạo nghiệp mà họ không đến, vậy chúng sanh quá thật đáng thương, có thể thấy chết mà không cứu. Nên ở đây có thể gọi là phương tiện có nhiều cửa.
phương tiện thiện xảo. Thậm chí hiện thân súc sanh, hiện thân cây cỏ hoa lá, hiện thân sơn hà đại địa, để khai thị quý vị, nhắc nhở quý vị, giúp quý vị giác ngộ, giúp quý vị quay đầu. Họ có thể hiện bất cứ thân gì. Hành kính chuyên tu nhất tâm tịnh niệm. Trong ngày nay, nếu có thể gặp được tám chữ này, đích thực là cơ duyên với tịnh độ đã thuần thục. Vì sao vậy? Vì hạ người này nhất định được giảng sanh tịnh độ. Quả tâm thành kính, quả nhất tâm, nghĩa là họ không có tạp niệm, họ không có tạp tu, mà thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, nhất định sẽ thành tựu.
Nam